Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà nhé. Hiện tại Nha Trang chúng tôi đang chạy tới khúc này là khúc cây xăng 584 và cái vùng binh đường Lê Hồng Phong. Thì cùng với quá trình đô thị hóa trên toàn đất nước nói chung thì Nha Trang từ đó cũng phát triển theo, để bổ sung được một cái lượng nhu cầu về nhà ở, về đất, về bất động sản. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan và cùng nhìn ngắm một khu đô thị ở ven sông. Nó chỉ cách sân bay Cam Ranh là khoảng 30 cho tới 35 cây thôi, và nằm kề ngay thành phố Nha Trang. Khu đô thị mình muốn nói đó chính là khu đô thị An Bình Tân. Vâng, An Bình Tân. Đây. Khi mà các bạn chạy tới ngay chân cầu Bình Tân nhá, ngay chân cầu Bình Tân các bạn cua phải là các bạn sẽ vào được khu đô thị An Bình Tân. Thực tế là mình cũng không có bán bất động sản, mình cũng không có phải là giới thiệu để mà mong bán đất và bán căn hộ ở khu vực này. Mình chỉ muốn đi review cho một số bạn thấy được cái sự phát triển của Nha Trang nói chung và của Khánh Hòa. Đây, thì ngay cổng vào các bạn thấy là ở đây là chia làm hai làn đường, ngay cổng chính luôn á, là mình sẽ thấy là hai làn đường rõ rệt này. Đấy, hai hàng cây bên đường là rất chi là xanh này. Đấy, mình sẽ quẹo vào cái đường ven sông, mình sẽ quẹo vào đường ven sông. Thì mình có đọc một số thông tin, mình có đọc một số thông tin về cái khu đô thị này. Thì khu đô thị này nằm ven sông. Vâng, mình sẽ đưa các bạn ra ven sông để chứng minh nó nằm ven sông nhé, không các bạn lại không tin. Đây, ngay đây, nó nằm ven sông. Đây là sông Tắc. Vâng các bạn nhé, sông Tắc. Mình sẽ đưa các bạn ra luôn. Vâng, đây quý vị và các bạn nhé, khu đô thị An Bình Tân nó nằm kề với lại cây cầu Bình Tân đấy, và nằm ngay bên dòng sông Tắc Hiền Hòa đây đó. Hôm nay là nước nó hơi rút này, cho nên là các bạn nhìn thấy đá này đó, phía xa các bạn có thể nghe thấy tiếng tàu đang nổ xịch đó. Đây, nó có một diện tích trải dài cho tới bên kia. Theo như mình đọc được thông tin thì là khu đô thị này nó rộng tới 71,69 hecta, tức là tương đối rộng. Vâng, tương đối rộng. Bây giờ mình sẽ đi một vòng phía ngoài trước. Bây giờ mình sẽ đi một vòng phía ngoài khu đô thị An Bình Tân trước, để các bạn thấy được cái sự rộng rãi của khu đô thị này. Xong bắt đầu tí nữa mình sẽ vào một bên trong. Nếu các bạn có tiền thì các bạn cũng nên mua khu đô thị. Tại vì khu đô thị ấy, thì nó triển khai được hết các gói tiện ích cho những bạn có thể đến ở và sử dụng, và không phải đi đâu xa. Ví dụ như là điện, đường, trường, trạm, cái đó là luôn luôn có trong các khu đô thị. Đấy, điện thì lúc nào phải có rồi, đường thì là phải làm quy hoạch tổng thể để đảm bảo là không tắc nghẽn giao thông, đảm bảo là đường thông hè thoáng, và đảm bảo được là các bạn tìm phát là ra cái số đường ngay, dù A1, A2, A3, rồi đường B1, B2, B3 kiểu như thế.
phân bố luồng giao thông dễ tìm, hoặc là nhà nào bỏ số nhà bao nhiêu trên nằm trên đường nào là nó dễ tìm, giống như là cái bàn cờ ấy, kiểu như thế. Trường tức là sẽ có trường cấp 1, trường cấp 2 và biết đâu đấy là sẽ có cả trường cấp 3 trong khu đô thị, ví dụ như thế. Trạm tức là trạm y tế, sẽ có một vài cơ sở y tế nằm ở trong khu đô thị để các bạn sẽ không phải đi đâu xa. Ở Việt Nam thì nó hơi ít về cái vấn đề là an sinh dưỡng lão. Hiện tại ở Nha Trang thì không biết là có hay chưa. Nếu mà có rồi thì bữa nào các bạn vào bình luận rồi các bạn bổ sung cho mình, rồi mình có thể mình đi quay cho các bạn xem. Đây, diện tích tổng thể rất chi là rộng nhá. Đây, ngay chỗ bờ sông đây là kia kìa, ngay bên góc kia là hôm nọ mình đi quay mấy con còng ấy, mấy con còng ở bên cạnh khu rừng Đước ấy. Tại vì bây giờ nó nắng quá, chứ nếu mà nó mát mát là mình tí nữa là mình sẽ thả flycam mình bay cho các bạn xem toàn cảnh khu đô thị này. Vâng, ngay phía gần bờ sông này vẫn còn rất nhiều lô đất trống này, chưa có ai sử dụng, chưa có ai mua. Đó, nếu mà các bạn có tiền thì nên mua đất của khu đô thị, bởi vì khi mà có đất rồi thì các bạn có thể là xây nhà theo quy hoạch, nhưng mà là được một ngôi nhà riêng. Còn ở chung cư thì nó hơi phức tạp, chung cư thì chỉ khoảng 3 cho tới 5 năm đầu tiên thôi, chứ còn sau này thì nó sẽ không được bảo trì hay là tu sửa một cách gọn gàng sạch sẽ giống như của nhà mình. Nói chung là kiểu như là cha chung không ai khóc, kiểu như thế. Nhưng mà nó tùy theo khuôn tiền. Các bạn ít tiền thì các bạn có thể mua chung cư để các bạn vào các bạn ở luôn. Đây, có thể thấy là nó rất chi là rộng nhá. Bây giờ mình sẽ quẹo vào bên trong. Mình sẽ quẹo vào bên trong để các bạn xem được cái khung cảnh bên trong những căn nhà, những chung cư, những tòa biệt thự của những người dân người ta đã ở đây, người ta xây lên. Rồi bây giờ mình tìm một lối vào, tại vì nó rất chi là rộng nhé, rất chi là rộng. Đây, hiện tại mình đã vào được bên trong khu đô thị rồi. Đó, mình đang đi trên đường B3 này. Đấy, như các bạn có thấy không? Các bạn đã thấy là ở đây nó có tên đường rất chi là rõ ràng. Các bạn chỉ cần đi theo hướng dẫn hoặc là các bạn thuộc cái bản đồ ở khu vực á, là các bạn có thể dễ dàng tìm được về nhà của các bạn. Những khu đô thị thì họ luôn để lòng đường ở dưới và người ta làm một cái vỉa hè rất chi là lớn. Vỉa hè lớn này để họ trồng cây, để đảm bảo các ngôi nhà đều có cây xanh phủ kín. Và nó sẽ có một cái bóng mát vào mùa hè khi mà các bạn ở hướng nắng, hướng tây. Đó. Đây. Rất chi là rộng nha. Và đây này, những hàng cây đã trồng được khoảng 3 năm mấy rồi, rất chi là to rồi. Đây, tay trái của mình luôn ấy là có rất nhiều tòa chung cư. Như mình đã nói, tòa chung cư thì ở đây hình như là khá rẻ. Hôm nọ bạn mình có định mua ở đây và bạn mình có nói sơ cái giá là họ đang trợ cấp đóng khoảng 30%, tương ứng với khoảng là 250 cho tới 280 triệu, và còn 70% là sẽ thế chấp sổ đỏ trả dần theo hàng tháng. Nói chung tổng của nó là khoảng 800 triệu, nên là chung cư cho những người có thu nhập thấp. Bạn mình là giáo viên cho nên là được hỗ trợ và trợ cấp mua để trả góp đóng 30%. Đây, còn đây là những kiosk họ làm liền nhau chung một thiết kế để đồng bộ hóa
Các bạn mua thì có thể là nội thất bên trong các bạn tự làm, tự dọn dẹp, tự chỉnh sửa. Màu sắc bên trong là các bạn tự cân đối cho nó hài hòa với từng nhu cầu của từng người. Còn về phía ngoài thì nó phải theo khuôn mẫu. Và đây rất rộng nha. Cuối cái đường này, mình được biết là cuối cái đường 28 này thì nó sẽ về tới đường Lê Hồng Phong. Đây. Hình như lấy mình đi nhầm rồi. Mình đi nhầm sang tận khu đô thị Phước Long A rồi. Mình đi nhầm tới tận khu đô thị Phước Long A. Nhưng mà cũng không sao. Tại vì video này không phải là bán đất, không phải là bán bất động sản, mà video này thì giúp các bạn là tìm hiểu và nhìn thấy được sự phát triển của Nha Trang, của Khánh Hòa với những khu đô thị đắt đỏ, sầm uất. Nói chung đơn giản chỉ vậy thôi. Đi thẳng đây là ra tới Lê Hồng Phong này. Nhưng mà thôi, giờ này mà ra Lê Hồng Phong thì phức tạp lắm. Mình sẽ không ra tới Lê Hồng Phong. Mình sẽ tìm đường và mình quay lại khúc cầu Bình Tân. Đây, đường số 4. Đường số 4 đây là Phước Long. Thêm một cái nữa mà lấy mình quên chưa đề cập tới này, đó chính là sân vận động. Các khu đô thị đều thiết kế sân vận động, sân bóng bàn, sân cầu lông, thậm chí khu đô thị nào lớn còn có thiết kế cả sân banh để cho giúp quý khách hàng có thể rèn luyện sức khỏe sau những ngày làm việc vất vả. Hôm nay là chủ nhật. Nếu mà hôm nay không phải là ngày cách ly thì gần như là tất cả các quán nhậu rất chi là đông. Chung là nhậu là một tác phong tiếp khách, cũng như là giao lưu, cũng như là một tiệc, buổi tiệc nhỏ xả hơi vào cuối tuần của con người Việt Nam nói chung. Đây. Đây mình đã ra được tới, mình ra tới ngoài luôn rồi. Mình ra ngoài và mình đi xuyên luôn rồi. Đây, quay thêm cho các bạn đoàn mấy khu nhà đây, Thích Quảng Đức đây. Ồ, chỗ này rất nhiều nhà đẹp này. Cái khu nhà mẫu đây. Một số hotel, Hải Lâm Hotel, rất nhiều hotel. Tại vì hai khu đô thị nó nằm gần nhau, cho nên là mình không thể phát hiện được là ranh giới của nó nằm ở đâu được. Nhà ở cuối thì để mát rất sướng. Rồi, mình xin kết thúc một cái vòng khu đô thị An Bình Tân, khu đô thị Phước Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay.
Và đừng quên like, đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Cảm ơn các bạn.